Chưa đầy 15 phút, Bi Phùn thế hệ mới đã cháy hàng đặt trước nhanh như một cơn gió. Vào sáng nay, CEO BKAV đã đăng thông tin đặt trước cho 3 chiếc Bi Phùn A series gồm A40, A50, A60 có 150 suất tất cả nhưng không rõ số lượng cho mỗi máy là bao nhiêu, kéo dài trong khoảng thời gian từ 9 đến 10 giờ. 20 khách hàng đặt cọc đầu tiên sẽ được tham gia trải nghiệm sớm sản phẩm trước khi ra mắt chính thức. Thời gian nhận máy dự kiến từ ngày 20 tháng 12 năm 2021. Thế nhưng, chỉ chưa đầy 15 phút sau khi đăng tải thông tin, ông Nguyễn Từ Quảng đã thông báo hết suất đặt trước. Vì thế, nếu muốn mua Bphone A series có lẽ phải đợi đến đợt sau. Mặc dù chỉ 150 suất là số lượng khá ít, nhưng với một chiếc máy còn chưa biết rõ cấu hình tính năng ra sao mà được đặt nhanh như vậy cũng tạm gọi là thành công ban đầu của BKAV. Đặc biệt, đây cũng là lần đầu tiên hãng chia sẻ hình ảnh thiết kế của những mẫu máy này. Qua đó có thể thấy rằng Bphone A series sẽ có thiết kế khá phổ thông. Điều này càng làm rõ quan điểm trước đây hãng cho biết Bphone A series sẽ được thuê gia công ở bên thứ ba, không phải BKAV tự tay sản xuất. Mặt trước sử dụng màn hình dạng đục lỗ thay vì tràn đáy như Bphone B86 hay Bphone 3. Cụm camera đặt trong hình chữ nhật, ít nhất 3 ống kính vân tay ở mặt lưng và máy có hai màu sắc là xanh và trắng. Liệu bạn có sẵn sàng rút ví để sở hữu mẫu Bphone mới nhất này hay không?